sáng soi đến rằm em còn tuổi 15, chưa lần nhớ thương ai nhiều, chỉ chờ tôi sang ghé thăm, thăm giàn thiên lý thơm, xem nụ hoa chớm nở, đom đóm bay về tìm hương đốt đèn, theo tháng năm trăng rằm êm đềm tuổi 15, tôi nằm nhớ em thầm trầm, nhớ làn son môi trái tim, tóc thề tay ấm êm thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhu huyền cả một trời yêu. Tình dù vẫn thương đau, từ ly em bước sang ngang. Em ơi, trên bước đi nhân tình, tôi chẳng chiêu riêng mình với niềm đau dĩ vãng. Chia nửa trăng đêm buồn, em về lại một bên. Em đêm ngắm trăng bên trong, có còn yêu tôi nữa không, hay là em đã quên, quên vần trăng kỷ niệm. Xin trả tôi về tuổi nàng 15. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay chọn kho thanh lý tiếp cho anh em hai món. Cặp Victor Giga BT1001 này vừa về. Con này nó thuộc diện toàn giải anh em nhé. Toàn giải con này nó thiên về cái giải chung chung lời hơn. Anh em làm loa trợ lời sẽ ok hơn là loa nghe nhạc nhé. Đấy. Nó thiên giải chung lời nên là giải tép nó ít hơn một tí và giải bát của nó không xuống được sâu hẳn. Đấy. Nó là thiên về loa trợ lời nhé. Nếu mà anh em cứ để vậy anh em nghe nhạc ấy thì cũng được. Nhưng mà nếu mà để anh em mà về hát để làm loa trợ lời karaoke đấy, hoặc là để trợ lời thêm cái giải lời, thì bảo em để em thêm một cặp tụ hóa 50 micro phala vào đây để cho nó cản cái giải trầm, và nó cản cái giải trầm đi để cho nó thiên về cái giải trung hơn. Để anh em chỉ lấy giải lời thôi nhá. Cặp Victor Giga BT101 này thì nó là công suất của nó là 50W nhé, chuẩn made in Japan luôn. 50W 6 ohm. Đây là cái ra đét đây, và trái và phải anh em có thể để như thế này được nhé. Đấy, đây này, đúng ra là thiết kế hai chân dưới để như này này. Đấy, để đặt lên các cái thiết bị khác này. Đấy, và lưới đây, lưới đầy đủ và đẹp nhé. Đây, lưới đóng vào sẽ như thế này. Đấy, em không đóng vào hàn, phải đóng vào hàn, phải cạy ra hơi mệt, đây đủ cả hai lưới luôn. Đây nó một cái lỗ thông hơi này, trong này là một cái khoang thông hơi ở đây này, cả một cái khoang. Còn bên này là có một cái bát, nó thức kiểu như toàn giải với cả trả lời thôi. Đây nhá, đấy, để em tháo củ cho anh em xem. Ui, tháo này hơi vất. Mạnh ơi, ra đây cầm điện thoại anh để anh tháo củ này mày. Báo giá luôn nhá. À đây có cục công suất này. Cục công suất này nó bắt dòng 3 ổ đĩa, nhưng mà đĩa nó 3 ổ nó hay bị kẹt nên em chẳng lại. Bán cho anh em về chạy công suất là 1 này và nghe FM là 2 này. Đây, FM này. Em con này lên là 108 luôn anh em nhé. Đây, full 108 luôn. Bắt nét căng tất cả các đài Việt. Anh em nghe thoải mái FM nhá. Còn đây, chế độ VLX là cắm điện thoại vào. Màn hình của nó đẹp, rất là đẹp và nét nhá, mặt mũi rất là đẹp nét luôn. Ở đây chỗ này nó sứt một tí này, không đáng kể, chẳng ai nhòm lên trên nóc đâu. Đấy, mặt tiền rất là đẹp, kính chỗ này trong veo nhá, kính cửa băng trong veo, nhưng mà em cũng không thử băng đâu, bán cho anh em về nghe cắm điện thoại máy tính thôi. Con này chỉnh được nhiều chế độ nhạc nhá, rock này, cái chế độ rock này là nó sẽ lên được nhiều bass và nhiều tép,
nhưng mà ít giải trung. Còn giải pop này thì lên đây, giải pop này thì sẽ lên được nhiều giải trung nhưng mà lại ít bát và ít tép. Cái giải GAZZ này này, cái GAZZ này thì nó lên được nhiều tép và nhiều trung hơn, và bát của nó lên mức bình thường. Còn đây là tăng bát này, anh em muốn bát mạnh anh em ấn đây tăng bát lên nhá. Đấy, theo tháng năm trăng rằm đến đêm tuổi 15, tôi nằm nhớ em thấm châm giữa làn son môi trái tim, tóc thề tay ấm mềm thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhu huyền cả một trời. Vẫn thương đau từ khi em bước sang ngang, em ơi trên bước đi nhân tình tôi chẳng chiêu riêng mình với niềm đau dĩ vãng, chiên hương trắng đêm buồn em về lại một bên em đêm ngắm trăng bên. Củ khá là gấu, từ kép bằng thép chống nhiễu nhá, mạ vàng, chuẩn made in Japan đây, Japan, còn giải bằng giấy gân vải, đây, còn giải bằng giấy gân vải là nó trả lời nhá, nguyên bản nó chưa có tụ đâu, chưa có một con tụ nào ở đây cả, đấy, nếu anh em lấy về làm lo trả lời ấy, thì bảo em để em thêm một quả tụ vào đây cho anh em nhé, thêm một quả tụ vào. Nhưng mà nhược điểm của thêm quả tụ vào là nó sẽ ngắt hết giải bát. Anh em chỉ có lấy được giải trung lời đến giải tép thôi. Đấy, giải trầm của nó thì nó chỉ là trầm thấp thôi, không xuống là trầm sâu hẳn. Nếu mà lắp quả tụ quá vào nhá. Còn nếu để im vậy thì anh em vẫn nghe được lên bát một chút. Đây, đồng tiêu âm nhá. Đấy, cái mức giá đây. Đây là cái khoang, nguyên cái khoang bên này là cái khoang thoát hơi với cả tạo cái độ vang vọng của cái loa. Đấy, độ thông hơi Victor Giga BT101. Em thanh lý cho anh em 799.000 một món nhá. Cục này 799.000 này, cặp Victor Giga 101 này cũng 799.000. Đấy, anh em lấy cả ấy, lấy cả đôi luôn, để cho anh em 1.500.000. Anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp, cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em.